Không ai khác, một người bạn rất quen thuộc của Hà Rapper, ca sĩ Nam Cường. Yeah, chào Cường. Dạ. Tuyệt vời. Ủa, ăn gì mà trắng dữ vậy Cường? Ủa, sao ai cũng hỏi em câu này luôn á? Ờ. Mà em nói ra người ta không tin. Sao, ăn gì? Em trụng nước sôi, em trụng nước sôi. Ủa, sao? Ta-da. Ta-da. Wow. Yeah. Trái gì xanh xanh, ngắn ngắn vậy, ăn nhớt nhớt á. Chém chào trái bầu. Nghêu, nghêu hấp với gì? Nghêu hấp xả. Phần trên ấy. Cây xả. Trời ơi, hay quá, giỏi quá rồi. Hay quá. Trời ơi, hay quá Cường ơi. Đó, vậy đúng chính xác luôn, cô đực mà cô thịt nữa nè. Bự chà bá luôn. Bớt nói đi, nói nhiều nó bị mất thời gian á. Chấm điểm đi. Chấm điểm hả? Bây giờ khó chấm quá. Quá khó luôn. Nam Cường xin được lựa chọn món